Dạ. Ồ, như vậy là thực ra những vùng đó là của tư nhân hả chú? Rồi rồi chú làm sao để được phép có thể mà cào sò để bỏ vô những cái bao này? Quý vị thấy là đây chính là cái bao mà chú sử dụng đây. Và ở trên này là có hình của con oyster đàng hoàng nha quý vị nhé. Đây á là họ cắt thêm, cắt Dạ. cho bự ra. Như vậy đó thì coi như là nếu như mà một ngày chú chỉ được khoảng 100 bao này thôi là coi như là chưa có đạt yêu cầu Tại lắm. vì nếu 100 bao thì deadhead nó đi làm nó không có ăn. Như vậy là những người mà gọi là deck hands đó thì chú trả cho họ bao nhiêu tiền? Nó thì trả nó mướn ngày thì trả coi như là 200 đô một ngày. Dạ. Rồi vậy là chỉ mướn theo ngày thôi. Không, có hầu thì mình không phải mướn theo ngày Mướn theo con mà hả? mướn theo họ ăn 2 đồng rưỡi một bao. Cứ một bao này là 2,5 đồng. 2 đồng rưỡi mà nếu 4 người đó thì hết 10 đồng rồi. 10 đồng một bao này. Dạ. Như vậy đó là cái vốn phải trả rồi chưa kể tiền dầu này kia cho cái con tàu này nữa. Dạ. Vậy là như vậy là khoảng chừng nếu như mà vậy thì một ngày chú khai thác được khoảng 200 bao thì chú có lời phải không? Thì coi như 150, 200 bao chứ có lời, chứ còn 100 thì cũng không có lời nữa. Even thôi. Dạ. Như vậy là quý vị thấy là đây cũng không hẳn là một công việc đơn giản. Mình phải vừa tìm kiếm sò rồi này kia rồi còn phải trả tiền cho những người mà gọi là chuyên đập cái sò ra cho mình nữa. Dạ, rất là vất vả. Và chú làm việc là như vậy là ở cái chỗ đó là chỗ của tư nhân hả chú? Họ nuôi những con đó rồi họ cho mình cào mà có phải trả tiền gì cho họ không? Coi như chưa hai với họ, Mình coi khai như thác được con bao nhiêu thì mình chia đôi. chia đôi với họ, coi Ồ. như cho họ 24 đồng thì mình được 20 đồng, 22 đồng, 42 đồng thì mình được 22 đồng. Dạ. Ồ như vậy đó thì mình làm contract với họ hả chú? Rồi Đúng họ rồi. họ biết mình rồi xong rồi cứ tàu của mình vô thì họ cho mình vô. Dạ. Không thì họ mình có ký contract cho họ là họ đưa tờ giấy mình đi làm thì mình đi vô, là mình đi làm rồi mình vô tới giữa mình bán, tại vì họ có nói chuyện với giữa rồi mình cũng nói chuyện với giữa, thành mình vô đó đi làm thì có nhiều khi nó không có order đó thì nó order có ít, ví dụ order nhiều thì mình làm thả 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 cửa coi như mình làm bao nhiêu mình làm thôi. Mà nếu mà order có limit đó thì nó kêu là ví dụ nó nói là bữa nay tôi order anh có 80 bao hoặc là 100 bao thì nó như vậy, tại vì ghê đông quá. Chứ thật nó sau khi mà cái bão này thì con sò nó ít mà người làm sò đó thì mẫu ngày mẫu đông, cho nên họ bỏ người Mỹ thì bỏ người tôm qua cho họ làm sò thì ghê nó đông, cho nên họ phải chia ra. Quý hầu kia có 10 chiếc mà bây giờ tới 40 50 chiếc thì họ phải chia nhau ra để đi làm, cho nên bắt buộc phải order limit, kêu là limit. Nó nói là bữa nay tao order cho mày là 70 bao thì mình làm đủ 70 bao mình vô. Dạ, như vậy là không phải là muốn khai thác ở đâu là khai thác như vậy mà chú có cái contract với lại cái một cái công ty tư nhân rồi họ họ cũng hợp đồng với lại một cái vựa để mà gọi là mua cái con sò đó cho chú thì khi mà chú đến thì chú giao cho cái vựa đó và họ order chú là bao nhiêu bao thì chú bắt con sò đúng bao nhiêu đó bao và giao cho họ. Đúng vậy. Dạ, và như vậy thì trong một năm chú đi được bao nhiêu mùa sò? Sự thật thì ở đây họ đi làm nhiều lắm, mà tôi thì cũng chịu chịu anh nữa, là tôi làm tôi vừa đủ sống thôi. Dạ. Một năm tôi làm khoảng cỡ chừng đâu 3 tháng vậy thôi, chứ không có nhiều. Ủa, chú làm một đôi 3 tháng thôi hả? Dạ, như vậy thì ở kinh tế của chú như thế nào rồi chú có làm công việc gì khác không chú? Không, tôi không có làm việc gì khác á. Chắc Thì là giờ chú muốn retire rồi đó. tôi đã retire Dạ. rồi. Dạ, tại vì chú không có đông lạnh gì hết phải không? Sáng đi chiều về là chú giao sò thôi. Đúng vậy, mình làm sớ cần là coi như là không có cần. Mà còn nếu mà làm hấp heo đó, thường thường bắt đầu qua tháng 4 đó thì coi như phải con cần cái khu lò. Dạ. Tại sao lúc đó lại cần cooler lời chứ? Tại vì con sò mà sớ cần đó thì họ kỹ ra đó thì không cần, mà con sò đó mà hấp heo để cho bán cá rô rê rô ranh mà người ta ăn sống đó Cái con đó gọi là con háp sao đó. Dạ. thì phải cần Đúng phải rồi. đông lạnh, coi như là nó phải 30 tới 35 độ thì nó giết cái bạc thiếu đi rồi, coi như nó giết giết các cái chất độc đó. Dạ, như vậy là con đó nó phải kỹ hơn một chút. Dạ, Đúng vậy. như vậy đó thì là tức là mỗi con đó thì mình khai thác ở một cái thời gian khác nhau phải không chứ? Dạ. Thì sự thật không có cái khác gì, coi như là nếu mình muốn đi
bây giờ chính phủ nó bắt buộc là khi anh đi làm hấp treo, vô bán giờ hấp treo để cho người dân an tư thì anh phải có cái khu lò. Tức là cứ mà mình mà muốn khai thác hấp treo để cho ăn tươi thì mình cứ phải có cái khu lò. Rồi, như vậy thì chắc là chú cũng để sẵn khu lò trên đây để lỡ có hấp treo rồi chú bác. Tôi không có, từ ngày họ làm khó tới bây giờ thì tôi không có làm cái hấp treo nữa. Không làm hấp treo nữa. Dạ, đổi rồi. Quý vị thấy là, wow, không ngờ là cái nghề làm sò này mà lại có nhiều cái nhiêu khê như vậy ha. Cũng không phải là đơn giản. Ở thưa chú, và những người làm deck hand cho chú là đó là người Mễ hay là người Mỹ hay là ai vậy chú? Chứ thật thì nhiều khi mình mướn Mỹ á, thì nó ngon hơn. Rồi người Mỹ thì họ ở đây rồi mình làm thì mình khai thuế nó rất dễ dàng. Còn người Mễ đó thì họ muốn đi làm, nhưng mà chữ đi làm của mình thì phải cần kỹ. Kỹ là sao? Mình đi mà họ, mình kêu họ xuống ghe là mình phải cần chụp cái license, photo cái license, cái driver license, cái social gì kêu. Để khi mà khót ca đó, hoặc là cảnh sát của immigration đó, nó hỏi đó, thì mình có bằng chứng người này là hợp pháp để cho mình mướn họ đi làm đúng tuổi và người này không có lậu. Nhưng mà nói chuyện người lậu người không thì người dân bình thường của chúng tôi không biết. Quý vị thấy là bây giờ thì cũng hơi khó khăn hơn hồi xưa rất là nhiều. Quý vị tưởng tượng hồi xưa mỗi ngày, 7 ngày trong một tuần luôn chú đều đưa thuyền của chú đi hết. Nhưng bây giờ là nó phải nằm yên để nó chờ ở đây rồi. Và cho nên là thuyền là hôm nay là nghỉ bến, đậu ở đây. Và cho nên là phải nói là công việc nào cũng có sự cạnh tranh và khó khăn của nó. Và nhưng mà con nghe nói đó là về chú có nuôi ong nữa phải không chú? Thì cũng nuôi cho, bắt đầu nuôi chứ tôi cũng chưa có chin license rồi gì. Dạ, chú nuôi nhiều không? 45-46 ổ gì. Dạ, 45-46 ổ, giờ có mật chưa chú? Mùa hè tới rồi. Có chứ, có dạ. Tâm nhà thì chắc cũng được 40-50 galon gì. Wow, 40-50 galon mật ong, mà mật ong tươi, fresh, đàng hoàng phải không? Thì nó đây thì tôi nuôi bằng kêu là thiên nhiên mà. Dạ, ủa mình có cần bảo quản vậy không hay bản thân mật ong xả không hư rồi? Nó thì mình khi mình đưa mấy mình vét nó ra rồi thì chữ thật rồi mình để mật nó vô đúng cái nhiệt độ nó rồi thì nó đâu có hư đâu. Dạ, con cũng nghĩ vậy, cũng khó hư được phải không? Đó, mật của con ong. Bây giờ chúng ta sẽ, bây giờ lén lén, chậm chậm và nhẹ nhẹ thôi đi đến thăm cái vườn ong của chú. Tại Mỹ Linh không muốn đến thăm Mỹ Linh quá sớm. Dạ, nhưng mà chúng ta sẽ đến thăm cái vườn ong của chú để xem thử là những con ong này như thế nào nha quý vị. Dạ. Dạ, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ đi coi ong. Dạ, đây sẽ là công việc nguy hiểm nhất từ trước đến giờ khi Mỹ Linh làm cho đài VNATV và Mỹ Linh thực hiện. Dạ, quý vị thấy là phải trùm, đáng lẽ phải trùm tay chân đồ nữa chứ không có đốt Mỹ Linh, nhưng mà thôi kệ không sao. Dạ, chắc là những con ong nó sẽ không có thích Mỹ Linh lắm đâu, cho nên nó sẽ không có bu đến. Dạ, nhưng mà quý vị thấy là đây là một công việc rất thú vị, rất là hay. Và chúng tôi sẽ đi cùng đi coi những con ong nhé. Dạ, và thưa quý vị, đây chính là những cái gọi là những tổ ong. Mà ở trong này đó là có những cái khay, rồi xong bắt đầu người ta vắt lên trong đó, rồi những con ong nó mới làm mật, nó đính lên trên những cái khay đó, rồi người ta mới gọi là cắt cái tổ ong nó xuống. Dạ, quý vị thấy không? Cả một công trình nha quý vị nhá. Và đây là ở đây chú có được bao nhiêu hộp ong như thế này thưa chú? 46 ổ. Dạ, chú có 46 ổ ong như vậy. Thì mỗi mùa như vậy nó cho được bao nhiêu lượng mật ong? Thì chắc có lẽ nếu mà một ổ thì nó mình chỉ quanh ít là coi như nó 5 galon thôi. Dạ, ổ như vậy thì mình khai thác nó như thế nào? Mình nuôi ong này cần phải có đồ ăn hay là cái gì đặc biệt không chứ? Không, ở đây là coi như là ong thiên nhiên, mình không có cho ăn gì hết. Không cho phấn hoa, không cho gì hết không, hả? Không. Tức là tự nhiên nó vậy thôi. Dạ. Đúng vậy đó. Mà như con ong này nếu chích nó có gây độc không? Làm gì gây độc? Vậy hả? Chắc là nó chỉ sưng sưng lên vậy thôi phải không? Anyway, Mỹ Linh muốn mặc Mỹ Linh đẹp cho nên là không có dám để mà bỏ cái lưới này ra. Quý vị thấy là còn chú rất là không có sợ nó, bình thường thôi. Và còn Mỹ Linh thì hơi sợ một chút, nhưng mà quý vị thấy là dạ, đó quý vị thấy là ở sau đó chú có cái vườn thanh long thì thế nào nó cũng qua nó ăn ở bên đó. Quý vị thấy chưa? Đó, mật rồi ở đây, rồi những cái 46 tổ như thế này thì nó làm mật, và mỗi tổ thì được khoảng 5 galon mật ong.
Và đây là mật ong nguyên chất, mật ong tươi. Dạ, hấp dẫn quý vị thấy không? Dạ, nuôi như vậy. Thưa chú nuôi được những con ong này lâu chưa? Có ổ thì được 3 năm rồi. Dạ. À, thưa quý vị, là chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất là thú vị với là chú Nguyễn Vẽ để mà tìm hiểu về công việc cào sò của chú cũng như là nuôi ong. Và đây là phu nhân của chú. Quý vị thấy là cô đó bây giờ là đang trổ tài để mà nấu những cái món ăn ở trong gia đình, một cái sinh hoạt rất là dễ thương. Ở đây là chú có một căn nhà ấm cúng vậy và có những bậc thang lên rồi dễ thương lắm quý vị, rất là cute. Một căn nhà thì khu vườn rộng rãi vô cùng, có ổi đang ở kia chờ chúng tôi. Dạ, nghe nói là ở đây mình có nhiều trái cây lắm phải không chú? Thì ở đây có khoai, măng cầu, măng cầu xiêm, măng cầu ta. Măng cầu xiêm luôn. Wow. Măng cầu xiêm có chưa chú? Thanh long. Tôi ở đây thì sự thật tôi có làm greenhouse để tôi trồng, tôi cho tôi đồ ăn vậy thôi chứ còn. Dạ. Thanh long hình như được nhiều lắm phải không? Thanh long thì nó tùy theo đợt, đợt này thì nó đang bắt đầu chín thì cũng được 50-70 trái, 50-70 trái gì vậy. 50-70 trái mà chú nói là 50-70 trái gì đó thôi. Nhiều quá trời. Nếu mà 50-70 trái thì nó chỉ một cây không, vì đó tôi có 2 cây mà. Ồ, dạ vậy là cả 100 trái đó. Dạ. Dạ, thưa chú, như vậy là chú để ăn trong nhà hay là cho bạn bè hay là bán ở đâu? Mình ăn đâu hết đâu, quà con nào ăn thì ăn. Dạ. Nhà này cũng vậy tớ. Wow, ở đây đất rộng trời mà vui quá ha. Dạ, quý vị thấy cái greenhouse của chú là quý vị mê liền. Dạ, và xin chân thành cảm ơn chú đã dành cho đài một cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt này. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Cho chương trình Dấu Chân Việt Nam, chương trình đặc biệt của Mỹ Linh tường trình cho đài VNITV. Và xin mời quý khán giả hãy theo dõi những chi tiết về các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ đã góp phần giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Đào Thai Club ngay góc Điêu Lô và Bonsa, nhân kỷ niệm 8 năm thành lập đang có chương trình promotion đặc biệt với vỏ xe hiệu Yokohama. Mời chi tiết xin gọi 714-890-1380. Cần nấu phở mà ngại hầm xương quá lâu, muốn nấu tổ hủ tiếu thật ngon mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu, không cần đi đâu xa, chỉ cần đến ngôi chợ gần nhà quý vị nhất, mua ngay một lon nước cốt phở bò, gà hay nước cốt phở chay của công ty thực phẩm Phúc Việt. Tất cả đã sẵn sàng mà không làm tốn thời gian của quý vị, vẫn có một tô phở nóng hổi thơm ngon. Mùa hè này, cần gì ngon hơn một ly trà trái cây mát lạnh hay nhâm nhi một ly cà phê sữa đá. Tất cả những gì quý vị cần là đến ngay một ngôi chợ gần nhà quý vị, chọn ngay sản phẩm của Cavina là có ngay một ly nước ngon lành theo đúng khẩu vị mà mình ưa thích. Mọi thắc mắc về sản phẩm xin gọi cho công ty thực phẩm Quốc Việt 714-283-3663. Cần chuyển hàng về Việt Nam hay khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, xin đến ngay với Vietlink Global. Uy tín, nhanh chóng, phục vụ chuyên nghiệp chính là phương châm của chúng tôi. Gọi ngay cho Vietlink Global 714-901-9019, 714-901-9019. Cần tìm một nhà thuốc tây chuyên nghiệp phục vụ bệnh nhân nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm chính là MTM Pharmacy với 5 địa điểm tại các thành phố Garden Grove, Santa Ana, Huntington Beach, Anaheim, sẵn sàng phục vụ quý bệnh nhân một cách nhanh chóng nhất. Chúng tôi có giao thuốc tận nhà, đo máu và chích ngừa cảm cúm và còn nhiều dịch vụ khác. MTM Pharmacy trân trọng kính mời. Cần mua bảo hiểm mà chưa biết mua ở đâu, xin đến ngay Lucky Star Insurance and Finance, chuyên các dịch vụ bảo hiểm nhà, xe, thương mại, có cả bảo hiểm life insurance như một phương cách đầu tư tốt nhất cho tương lai và gia đình quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc Vân Quách 714-699-922.